Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hàng năm, Việt Nam có khoảng 150.000 đến 200.000 người mắc bệnh ung thư mới và khoảng 75.000 đến 100.000 người tử vong vì căn bệnh này. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 200 đến 270 người chết vì ung thư. Quý vị thân mến, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư, nhưng theo các nhà chuyên môn thì nguyên nhân chính khiến cho số người Việt chết vì ung thư tăng cao có liên quan đến lối sống hàng ngày. Vì vậy mà ngày hôm nay, Lê Phi xin mời quý vị hãy cùng đến với những gợi ý nhỏ của chương trình để chúng ta có thể chủ động phòng ngừa ung thư cho bản thân của mình nhé. Vitamin, khoáng chất và giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra thì những loại rau củ mà giàu chất xơ và ít năng lượng sẽ duy trì cân nặng hợp lý, và đây cũng là cách mà giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được ung thư đại tràng, thực quản, dạ dày và cả ung thư tiền liệt tuyến nữa. Vì vậy mà quý vị nhớ là chúng ta ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi mỗi ngày nhé. Dạ, em chào chị. Dạ, chào dạ. Chị. Chị có thể cho em hỏi là chị có thường xuyên ăn chay không ạ? Mình ăn thường không có thường xuyên, nhưng mà một tháng thì mình ăn vào ngày rằm. Rồi, mỗi lần ăn chay thì chị có cảm thấy là cơ thể của mình nó có thay đổi hay là có khỏe hơn không? Khi mà mình ăn chay thì mình cảm thấy cơ thể rất là thoải mái, dễ chịu. Với lại ăn chay nó cũng thay đổi khẩu vị, là mình thấy khẩu vị ăn rất là ngon. Ăn chay cảm thấy cái tâm nó thanh tịnh hơn. Dạ. Với lại người nó cũng nhẹ nhàng hơn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Quý vị thân mến, sở dĩ mà Lê Phi hỏi điều này là vì có bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay một tuần một lần hoặc là lựa chọn chế độ ăn không thịt một ngày trong tuần, bổ sung thêm cá vào thực đơn hàng ngày cũng như là hạn chế ăn chất béo sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa ung thư đại tràng, ung thư ngực và ung thư tiền liệt tuyến hiệu quả đấy quý vị. Mệt mỏi sẽ làm tăng 50% nguy cơ chết sớm vì mọi loại bệnh, và trong đó có bệnh ung thư, bởi vì stress và mệt mỏi về tinh thần sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể và làm cho cơ thể tiết ra các hormone có hại gây ra bệnh ung thư. Do đó mà chúng ta nên hạn chế sự buồn bã và mệt mỏi, sắp xếp lại công việc để tận hưởng cuộc sống và ngăn ngừa bệnh ung thư nhé. Sâu không chỉ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, mang đến một tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng cho một ngày mới, mà còn giúp ngăn ngừa ung thư. Bởi vì theo điều tra của Hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ phát hiện, nữ giới mà ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày thì sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú lên đến 47%. Do đó mà quý vị nên nhớ là chúng ta đảm bảo ngủ đủ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày nhé. Rượu bia một tuần một lần sẽ tăng nguy cơ ung thư miệng, họng với lại thanh quản lên đến 24%. Còn 2 đến 3 lần một tuần thì sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột kết và ung thư gan lên đến 21%. Vì vậy mà chúng ta hãy nói không với bia rượu và những loại thức uống có cồn để giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Có biết là thuốc lá và khói thuốc lá thì sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư phổi, gan, bàng quang, cổ tử cung, thận cũng như là ung thư vào miệng và họng. Vì vậy nếu muốn không bị ung thư thì chúng ta nên tránh xa thuốc lá và khói thuốc lá. Quý vị biết không, việc vận động 30 phút mỗi ngày hay ít nhất 5 ngày một tuần sẽ là cách hiệu quả giúp cho chúng ta có thể điều tiết các hormone trong cơ thể nhằm ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cùng với Linh Phi luyện tập ngay bây giờ nhé.
vị khán giả thân mến, một chút thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày không chỉ giúp cho cuộc sống của chúng ta năng động hơn, vui tươi hơn mà còn giúp cho chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa ung thư cho bản thân của mình. Vì vậy, đừng bỏ qua những gợi ý mà chương trình đã chia sẻ. Hãy thực hiện ngay từ hôm nay đi quý vị nhé.